Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Đám người Bất Lão Sơn đã vô tình công kích vào pháp trận phong ấn. Ngay lập tức, bầu trời nơi xâm xét báo hiệu điều chẳng lành sắp đến. Động tĩnh gây ra quá lớn, thu hút những người của Bất Lão Sơn đang ở gần đó. Bọn họ lập tức lao tới hỗ trợ Trần Áp. Thạch hậu âm thầm đứng từ xa quan sát, nhân cơ hội bọn chúng đang tập trung sự chú ý vào trận pháp thì cậu lại lèn vào trong chỗ ở của chúng, dự định là làm cho nơi này hỗn loạn hơn nữa. Thế là Thạch Hạo giải thoát cho các tù nhân đang bị nhốt tại đây, yêu cầu bọn họ mau chạy trốn. Một vài tên lính của Bất Lão Sơn xuất hiện ngăn cản. Vì những tù nhân đã quá điền tiết rồi, bọn họ lập tức lao tới tấn công đám người Bất Lão Sơn. Thạch Hạo tiếp tục tiến vào bên trong. Điều mà cậu muốn làm cho xong đó là tiêu diệt lão già Tần Trịnh Thượng. Thấy người đến tấn công, lão ta liền phản công kịch liệt và vô cùng bất ngờ vì tự dưng có người xông tới nhắm vào mình hơn nữa tuổi tác thạch hấu còn nhỏ vậy mà đã đạt đến tồn giả cảnh thạch hấu cũng cho biết mình đến đây là để trả nợ mối thù của thạch trung thiên giải thích xong liền xông lên đánh phủ đầu tần trịnh thượng không kịp trở tay nên bị đánh bay đi lão cố gắng giải thích nguyên nhân kết thù án với thạch trung thiên là vì một viên thần đàn ngày đó tại Bân lão sơn tần trịnh thượng phát hiện thạch trung thiên đang nắm giữ một viên thần đàn nên tiến hành cướp đoạt ai ngờ thạch trung thiên lại đưa thần đàn cho a man Tần Trịnh Thượng phẫn nộ lao tới cướp đoạt, vì nhưng bị đẩy lui về sau. Rất nhanh chóng, uy lực của đan dược đã phát huy tác dụng, cơ thể của nàng tai tràn ngập lực lượng, giống như thoát thai hoàn cốt. Tác dụng của thần đan là dừng lại đạo cơ khiến tu vi tăng nhanh như gió. Lão không ngờ, Thạch Trung Thiên lại lãng phí trên người một nữ hầu. Thạch Trung Thiên cũng không còn cách nào khác. Ông dự định đưa nói cho Thạch Hậu, về nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được. Dù là vậy thì ông cũng kiên quyết không đưa cho loại cường đạo cho nên mới đưa cho Aman dùng. Thạch Hạo nghe xong vô cùng cảm kích tổ phụ, đồng thời càng phẫn nộ với hành vi của Tần Trịnh Thường. Rất nhanh cường giả bất lão sơn đã đi tới, nhân cơ hội này lão ta lập tức phản công đánh Thạch Hạo lùi về sau, rồi bắt đầu to mồm mỉa mai Thạch Trung Thiền. Trong số những người xuất hiện thì có một tên cầm trên tay một món bảo vật, đa thần Thạch suy đoán thứ kia có lẽ là món bảo bối bị phong ấn ở sâu trong đường hầm, bên trong nó ẩn chứa sức mạnh của lồi đình vô cùng to lớn. Thạch Hảo tiếp tục hồi thăm tung tích của Thạch Trung Thiên và Aman. Đám người bất lão Sơn vừa lao lên tấn công vừa cho biết Thạch Trung Thiên đã trốn vào tuyệt địa trên đảo Ác Ma. Có lẽ lúc này đã bỏ mạng rồi. Giờ lão sẽ đưa cậu đi gặp mặt ông ta. Những tên lao lên tấn công có thực lực khá yếu nên đều bị Thạch Hạo đập cho nằm sấp mặt. Còn lại ba tên tôn giả cùng một cao thủ thần hòa vẫn chưa xuất thủ. Đa thần Thạch khuyên Thạch Hạo mau chạy là thượng sách. Vì nhưng cậu lại không chịu, cậu muốn báo thù cho tổ phụ. Đám người kia nghe vậy phẫn nộ, lao lên đánh phủ đầu. Dưới sự vây công của nhiều người, thạch hạo liên tục bị đẩy lui về sau và bị đánh cho hộc máu mồm. Vì nhưng thạch hạo vẫn không lo lắng, bản thân từng tu luyện toàn nghe bảo thuật, từng ăn thiểm điện quả, luận về điều khiển sức mạnh lồi đỉnh, thì bọn họ vẫn còn kém xa. Cậu chủ động tấn công tên đang cầm bảo vật, hắn ta lập tức lui về sau rồi tung trù phản công. Thạch hạo tránh né toàn bộ và lao lên đánh cận chiến với hắn đá một cú làm bảo vật rời khỏi tay hắn sau đó vận dụng lực lượng sấm xét từ nó tiêu diệt những tên còn lại thế là mọi chuyện đã giải quyết xong bảo vật giờ đã vô chủ đào thần thạch vội lao ra ngoài thù lấy bây giờ đã gây ra động tĩnh lớn đám người bên lão sơn rất nhanh sẽ đến cho nên cậu lập tức rời đi vậy nhưng vừa mới đi được một đoạn thì đã bị sấm xét đánh trúng hóa ra nơi này dù chỉ là hạt cát hay viên đá cũng ẩn chứa sức mạnh pháp tắc lôi đảo di chuyển trong vùng không gian này rất dễ bị xét đánh chúng thạch hậu cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội để cảm ngộ lùi pháp cho nên lập tức vận dụng lực lượng thu hút sấm sét để nó đánh vào người mình vô số tia sét giật lên người thạch hậu nếu là người bình thường thì sớm đã bị biến thành món thịt quay rồi tiến về phía trước cô nhìn thấy một tòa nhà bò hoàng như vậy xem ra từ xưa tới nay luôn có tu sĩ đến đây rèn luyện có lẽ bọn họ cũng có lúc ngộ ra nên đã mở động phủ ngay tại chỗ hoặc bày ra trận pháp. Tòa nhà cậu nhìn thấy chính là động phủ mà những người đến trước dừng chân để cảm ngộ. Đi tới bên cạnh một con sông tên là Thiên Hà. Cạnh bờ sông có một tu sĩ đang hút lấy một cái xác của cương ra thiên thần. Điều này cũng dễ hiểu, có được gì hay cũng có nghĩa là đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của hắn lúc còn sống. Nhưng mọi thứ lại không hề dễ dàng như vậy, tên tu sĩ kia lập tức bị thứ gì đó tấn công đáp trả xem ra sắc thần không dễ lấy nếu không đã bị lấy đi từ lâu rồi vài người biết điều này nên không dám dòng ngó đến bộ thi hài bọn chúng đi tới một chỗ gọi là ma tôn thần bia xem thử thạch hậu nghe được hai chữ thần bia cũng tò mò đến đó có lẽ có thể thăm dò tung tích của tổ phụ đây chính là ma tôn thần bia bồ dạng vô cùng hoành tráng ngay bên cạnh đó lại đang dám một cái thông báo truy nã thạch trung thiên lúc đầu bất lão sơn treo thường là muốn truy bắt người này sau đó lại trao thưởng gấp bội, nội dung cũng được sửa thành cứu viện. Nguyên nhân là vì sợ tần họ bất mãn, cho nên bất lão Sơn mới tìm kiếm Thạch Trung Thiên. Mà tồn thần bìa có thể lưu giữ 300 vạn cái tên của người có thiên phú, tiềm năng chiến lược mạnh nhất. Tuy 300 vạn là con số rất nhiều, vậy nhưng đó lại là tích lũy của 3.000 châu qua vô tận năm tháng, cho nên người có thể lưu danh đều là những thiên tài kinh thiên động địa có một số viễn cổ cự đầu không thể trực tiếp tỉ thí với nhau vì những bọn họ lại có thể phần cao thấp thông qua chiến lược trên thần bìa một tên thành niên bạo phát lực lượng lao lên tấn công vào thần bìa đây chính là cách để đo lường sức mạnh đáng tiếc là tên kia đã bị đánh tàn sát người tham dự thí luyện của thần bìa hoặc là lưu danh hoặc là lưu mạng cả đám nghe vậy liền lưỡng lự một tên khác vội lên tiếng Trấn an mặc kệ là thành công hay không thì đều cần phải có sự can đảm hắn ta cũng lập tức lao lên thử sức, chỉ tiếc rằng kết quả lại không thành công. Các thiên tài của các tộc khác đều thử sức, toàn bộ đều thất bại. Những người còn lại biết mình không có hy vọng nên nhanh chóng rời đi. Chỉ còn một mình thạch hậu ở lại, cậu chậm rãi bước lên phía trước. Thần bia có thể đo ba loại chiến lược thiên phú và tiềm năng. Vậy nhưng mà thiên phú và tiềm năng cần dẫn đạo phù văn trong bia nhập thể. Thạch hậu chỉ quan tâm tới chiến lực. Cậu bỏ phát lực lượng, đấm một cú cực mạnh vào bia đá, uy lực bỏ phát ra xung quanh tạo thành một trận dư chấn khủng khiếp thần bìa phát sáng luồng ánh sáng chiếu thẳng lên bầu trời tạo thành một vòng xoáy giống như đang thồn phệ thiên địa vô số đó hoa sen xuất hiện và đồng loạt lao lên trên vòng xoáy một giọng nói vang lên chúc mừng và yêu cầu thạch hạo khắc tên mình ra thạch hạo viết ra một chữ hoang chữ hoang nhanh chóng biến thành khổng lồ xuất hiện sừng sững giữa bầu trời động tính này thu hút vô số người xung quanh ngay cả những người ở tít xa cũng nhìn thấy các thế lực lớn cũng phát hiện động tĩnh, bọn họ lập tức phái người đi thăm dò. Ngay sau khi mọi người đi tới, thì thạch hậu đã rời đi. Điều bất ngờ là thành tích của cậu còn nằm trên cả tần hậu và tần trường sinh. Có thể vượt qua lão quái vật tần trường sinh kia, bọn họ dự đoán thạch hậu tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật vang dội cổ kim. Sau này mà gặp, nếu không thể lôi kéo thì phải tiêu diệt, tránh để cho cậu có thành tựu. Ở nơi nào đó sâu bên trong tuyệt địa đào ác ma, Thạch Trung Thiền vẫn còn sống sót, ông đang bị một đám người của Bất Lão Sơn truy kích, dẫn đầu là một bà lão có thực lực thần hòa cảnh. Chỉ cần nhìn thấy Thạch Trung Thiên thì lập tức giết chết, không cần luận tội. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi, hãy đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.